Bạn có phải là người may mắn không? Bạn đã bao giờ trúng xổ số chưa? Bạn đã bao giờ xem chương trình Ai Trúng Số Độc Đắc chưa? Vậy thì hãy xem đi và hiểu và chơi và cùng đến với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị sẽ có cơ hội trúng được những giải thưởng rất cao trong chương trình. Những người chơi của chúng tôi, họ là ai? Chúng ta sẽ cùng làm quen đối với họ. Xin mời bạn Phương Hải. Xin chào quý vị khán giả, tôi tên là Nguyễn Phương Hải. Tôi đến từ Yên Bái, năm nay tôi 27 tuổi. Tôi đến với chương trình là để giao lưu với anh Tự Long là chính. Ngoài ra thì mục đích học hỏi, thử sức với những câu hỏi và cũng muốn biết xem mình có phải là một người có may mắn hay không. Rất mong quý vị khán giả sẽ cổ vũ cho tôi cùng với hai người chơi để đạt được giải thưởng lớn của chương trình. Người chơi ở vị trí thứ hai mà chúng ta có thể làm quen ngay sau đây đó chính là một cô gái có một cái tên khá dài, Nguyễn Thị Thanh Thanh. Xin chào MC Tự Long. Xin chào quý vị khán giả đang ngồi trước máy thu hình. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Thanh, năm nay 23 tuổi, hiện đang là nhân viên kế toán tại công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản Homecare. Hôm nay tôi đến chương trình với mục tiêu giao lưu, học hỏi và mang phần thưởng về nhà. Ai là người trúng số độc đắc vẫn còn là một ẩn số. Hy vọng một trong ba người chơi chúng tôi hôm nay sẽ tìm ra ẩn số đó. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Vâng, một cách giới thiệu mà tôi cảm giác là chưa biết bao giờ sẽ đến hồi kết thúc. Tuy nhiên chúng ta sẽ còn giao lưu với Thanh Thanh ở phần sau của chương trình. Xin kính mời người chơi ở vị trí thứ ba, đó là bạn Nguyễn Văn Đền. Vâng, xin kính chào quý khán giả truyền hình. Xin chào anh Tự Long, xin chào hai bạn chơi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Văn Đền, 31 tuổi, tôi đến từ Nam Định. Hiện nay tôi đang công tác tại công ty cổ phần ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam. Hôm nay tôi rất là vinh dự và may mắn được tham gia chương trình Ai Trúng Số Độc Đắc của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Tôi hy vọng sự may mắn này sẽ đồng hành với tôi trong suốt cuộc chơi. Rất mong nhận được sự cổ vũ của quý khán giả truyền hình dành cho ba người chơi của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Lúc này thì những người chơi của chúng tôi đã sẵn sàng. Tuy nhiên chương trình chưa thể bắt đầu được vì họ chưa chọn cho mình một giải thưởng. Hãy chọn cho chúng ta một giải thưởng bằng số tiền. Cụ thể nó sẽ là bao nhiêu? Ai sẽ là người bấm chuông chọn giải thưởng? Tôi xin tín nhiệm cho bạn Thanh. Tức là bạn có nhận trách nhiệm này không? Nếu mà hai người chơi đã tin tưởng thì tôi xin nhận trách nhiệm cao quý này. Hãy đặt tay lên chuông. Bạn bấm chuông chọn xem giải thưởng của buổi tối ngày hôm nay là bao nhiêu tiền. Của các bạn là hãy đặt tay lên chuông và lắng nghe luật của chương trình. Luật của chương trình là các bạn sẽ bấm chuông và trả lời. Ai bấm chuông trước, người đó trả lời trước. Bấm chuông trước, trả lời đúng sẽ được một quả bóng. Quả bóng đó trị giá tiền mặt là 200.000. Bấm chuông trước mà trả lời sai thì những người còn lại vẫn còn cơ hội để bấm chuông giành bóng. Các bạn đã rõ luật chơi? Đã rõ. Các bạn đã sẵn sàng chơi? Đã sẵn sàng. 10 câu hỏi ở vòng 1 bắt đầu. Giải thưởng về điện ảnh tổ chức lần đầu năm 1946 có hình cành cọ vàng là của liên hoan phim nào? Mời Thanh Thanh. Phim Can. Liên hoan phim Can, bạn có biết nó được diễn ra ở đâu không? Theo tôi được biết thì có mấy liên hoan phim lớn. Can này thì... tôi chỉ đoán thôi. Nhưng mà cái đoán của bạn, cho dù bạn không nắm rõ nó được tổ chức tại đâu, nhưng đáp án của chương trình là liên hoan phim Can và nó diễn ra tại Pháp. Bạn là người đầu tiên bấm chuông và câu hỏi đầu tiên bạn đã trả lời đúng. Chúc mừng bạn. Tôi xin lấy số 36. Vâng, chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2. Ở Hà Nội, hoa sữa sẽ nở rộ vào mùa nào? Rất nhanh và mạnh mẽ. Mời bạn Thanh. Mùa thu. Mùa thu là đáp án không thể sai được. Chúc mừng bạn Thanh. Tôi xin lấy bóng số 8. Dường như khi nhắc đến hoa sữa thì rất nhiều người biết. Và nhất là mùa thu, bạn đã bao giờ được một chàng trai nào đó đạp xe đạp, chở đi hay ngồi xe máy hoặc ngồi ô tô mở cửa nóc ra ngửi mùi hoa sữa thơm chưa? Mỗi lần mùa thu tôi thường phóng xe một mình và ngắm hoa sữa.
Chúng ta sẽ cùng trở lại với câu hỏi số 3. Hiện tượng gì sẽ xảy ra khi bão suy yếu? Mời bạn Phương Hải. Hiện tượng áp thấp. Áp thấp nhiệt đới là rất chính xác. Chúc mừng bạn Hải. Câu hỏi số 13. Câu hỏi số 4 như sau. Lễ hội nào dài nhất nước ta? Mời bạn Điền. Thưa anh Tự Long, lễ hội dài nhất là lễ hội Chùa Hương. Chùa Hương là đáp án rất chính xác. Chúc mừng bạn Điền. Đây là xin chọn số 1. Nhị, kèn búp, chống chiến là những nhạc cụ của loại hình nghệ thuật sân khấu nào? Mời bạn Điền. Theo tôi là đây là loại hình nghệ thuật sân khấu tuồng. Tuồng là đáp án rất chính xác. Chúc mừng bạn Điền. Bạn chọn bóng cho mình. Đây là chọn số 27. Nhân vật nào trong tập truyện tranh Doraemon có ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang? Mời Suka. Suka, trời ơi, một cô gái rất xinh đẹp nhưng không phải. Mời Phương Hải. Seiko. Seiko mỏ nhọn mới là người thích trở thành thiết kế thời trang. Chúc mừng bạn Hải. Tôi chọn số 9. Một loại gia vị được làm từ cơm nguội lên men người ta dùng khi nấu canh có vị chua. Mẹ. Mẻ là đáp án có thể nói là cực kỳ chính xác. Chúc mừng bạn Thanh. Tôi xin lấy số 42. Quá được. Những người chơi của chúng tôi hầu như rất là hào hứng. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Tên một loại nhạc khí bằng tre hoặc gỗ ruột rỗng để đếm nhịp, báo hiệu hoặc phát lệnh. Ui ôi. Mạnh thế. Sáo. Sáo thì không thể phát ra lệnh được. Cơ hội còn đến với hai người cùng chơi. Bằng gỗ này hoặc bằng tre này, bị khoét rỗng này, thế dùng để phát lệnh, tức là người ta phải đánh vào. Mời bạn Điền. Theo tôi đó là trống. Trống. Trống thì lại phải bịt bằng da cơ. Bạn Hải có đáp án không? Tôi không có đáp án. Thế thì đáp án của chương trình các bạn có muốn nghe không? Có ạ. Nó chính là mõ. Bằng gỗ, bằng tre mà được khoét rỗng, đúng không ạ? Đúng rồi. Sau đó thì người ta gõ vào đó. Gõ mõ. Gõ mõ báo hiệu. Nhiều người lý giải bảo nhưng mà tre thì nó rỗng rồi thì gọi bằng cái gì? Thì các bạn phải nhớ là có những cái mõ tre người ta được làm bằng tre đực rất là dày. Người ta khoét ở giữa như này và người ta để là hai cái đế và cũng tạo thành một cái mõ. Câu hỏi tiếp theo sẽ là trong bóng chày thì đội nào được quyền chơi trước? Có hai đội, đội chủ hay đội khách hay đội bạn hay đội mình? Cho tôi là đội khách ạ. Tức là trong bóng chày thì đội được chơi trước, đó chính là đội khách. Chúc mừng bạn Điền. Các chọn số đi. Tôi xin chọn số 26 ạ. Câu tiếp theo sẽ là người cố vấn giúp đỡ cho thuyền trưởng điều khiển tàu phù hợp với điều kiện hàng hải khu vực nào đó gọi là gì? Mời bạn Hải. Câu trả lời của tôi là hoa tiêu. Hoa tiêu đúng rồi, chỉ đi sang bên này, đi sang bên kia, luồng lạch ra làm sao thì đó chính là người hoa tiêu. Đáp án rất chính xác. Chúc mừng bạn Hải. Câu trả số 29. 29. Vâng, như vậy là 10 câu hỏi ở vòng 1 đã diễn ra khá nhanh và rất suôn sẻ. Dường như những người chơi của chúng tôi kiến thức khá đồng đều bởi vì số lượng bóng của họ đã thể hiện như vậy. Số lượng bóng của những người chơi sẽ là như thế nào? Bạn Hải đang có 3 quả bóng. Bạn Thanh và bạn Điền đều như vậy. Chúc mừng 3 người chơi trải qua vòng 1. Nào, hãy đến với vòng 2 của chúng tôi. Vòng 2 này luật chơi có khác, các bạn đừng đứng ở những chiếc chuông nữa mà hãy tiến đến khu vực đằng trước này, đối diện với tôi và 10 câu hỏi của chương trình trong vòng 60 giây. Nhiệm vụ của các bạn là trả lời thật nhanh, câu nào không biết thì bỏ qua. Sau đó chúng ta lại quay lại. Theo luật thì người nào ít bóng nhất sẽ lên trước, tuy nhiên 3 người chơi có số bóng bằng nhau, vậy thì người gần tôi nhất sẽ lên đầu tiên. Xin mời Phương Hải. Bạn Hải thân mến, công việc hàng ngày của bạn chính là gì? Em làm về truyền thông và công việc chính của em đấy là đẩy những cái thứ, đẩy những cái website lên trên thứ hạng tìm kiếm của Google. Khi mà người dùng tìm kiếm với những cái từ khóa mà họ mong muốn, ví dụ như là anh muốn ăn bánh pizza chẳng hạn, thì anh sẽ tìm là pizza ở Hà Nội và em sẽ đưa những website của khách hàng của em lên trên Google ở những thứ hạng tốt nhất. Như vậy cũng là một công việc khá thú vị đúng không? Vâng. Quê hương của bạn là Yên Bái. Bạn sinh ra và lớn lên ở thuộc vùng nào đấy? Em sinh ra và lớn lên ở Nghĩa Lộ, Yên Bái ạ. Nghĩa Lộ.
Trên đó có cái đặc sản gì không? Ăn uống chẳng hạn. Em nghĩ là nếu mà nói Nghĩa Lộ thì chắc là có hai đặc sản chính ạ. Thứ nhất là thịt trâu gác bếp ạ. À. Và thứ hai là điệu múa xòe khá nổi tiếng ạ. Bạn đã sẵn sàng đến với 10 câu hỏi của chương trình? Em sẵn sàng. 60 giây dành cho bạn Phương Hải bắt đầu. Vào đêm Giáng sinh, ông già Noel thường vào nhà tặng quà cho trẻ con theo đường nào? Gác bếp ạ. Ống khói ạ. Ở đấy, ống khói. Chính xác, bạn chọn số. Chọn số 17 ạ. Tính theo 12 con giáp thì năm 2015 là con gì? Con ngựa. Ất Mùi. Con dê. Con dê. Chanh là biệt danh của ca sĩ này. Bỏ qua. Di chỉ đàn xã Tắc xưa kia nay tọa lạc trên con đường nào ở Hà Nội? Láng Hòa Lạc. Xa đàn. Tết Bun Pi Mây là của quốc gia nào tại Đông Nam Á? Bun Pi Mây. Con đầu đàn trong cỗ xe của ông già Noel là đực hay cái? Con cái ạ. Chính xác. Số 15. Tây Ban Nha nổi tiếng với điệu nhảy nào? Bỏ qua. Tương bần là đặc sản của tỉnh nào? Hưng Yên. Chọn số. 34. Mùa Giáng sinh theo lịch Kitô giáo được kéo dài trong bao lâu? 2 ngày. 12 ngày. Biểu tượng micro nằm trong... Hơi nhanh nhỉ? Đúng không? Cảm giác tôi thấy thời gian đối với của Hải trôi hơi nhanh. Và bạn chỉ trả lời được 3 câu hỏi trong số 9 câu hỏi mà tôi đã đọc. Dường như chúng ta cũng đã mất một số thời gian cho những câu hỏi đầu tiên. Tuy nhiên phía trước còn rất nhiều. Bạn hãy cố gắng lên. Bạn có thể về chỗ với 3 quả bóng bay về kho bóng của mình. Chúc mừng bạn Hải. Cảm ơn. Nào giờ là lúc chúng ta sẽ cùng đến với hoa khôi của đêm hôm nay. Đó chính là bạn Nguyễn Thị Thanh Thanh. Bây giờ bạn là một cô gái rất xinh xắn. Bạn có tiêu chí gì khi chọn người yêu trong cuộc sống bây giờ? Tiêu chí của em thì cũng đơn giản ạ. Tất nhiên là đẹp trai, nhà giàu, học giỏi thì ai cũng thích rồi. Rồi. Và đấy là tiêu chí chung. Đúng rồi ạ. Đúng không? Thật ra những cô gái mà sống và sâu sắc và nội tâm thì thường bao giờ cũng tìm những người đàn ông vững chắc để có một bờ vai để dựa vào đó những lúc mà mình mệt mỏi, rồi dựa vào đó để những lúc mà mình muốn tâm sự, đúng không? Tuy nhiên bây giờ trao đổi với bạn như vậy để chúng ta sẽ cùng đến với 10 câu hỏi của chương trình. Bạn đã sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng. Rất mạnh mẽ. 60 giây dành cho bạn Nguyễn Thị Thành Thành bắt đầu. Trong An Nam tứ đại khí có tháp gì? Tháp Chăm. Tháp Báo Thiên. Trong một trận đấu bóng đá, cầu thủ ghi 3 bàn thắng người ta gọi là gì? Hat-trick. Chính xác, chọn số. 6. Trong thanh nhạc, soprano là chất giọng gì? Nam cao. Nữ cao. Thành phố nào của Bỉ được coi là vương quốc của sô-cô-la? Bensolat. Brussels. Loại ngũ cốc nào của người vùng cao hay dùng để làm món mèn mén? Gạo nếp. Ngô. Vật không thể thiếu được trong nghệ thuật múa rối nước? Gỗ. Là con rối. Quốc gia nào tại châu Á nổi tiếng với món cà ri? Singapore. Ấn Độ. Khi nói đến Canada, người ta thường nhắc đến cây gì? Cây phong. Chính xác. Số 20. Cồng chiêng được làm từ chất liệu gì? Đồng. Chính xác. Số 49. Tiếng Việt có bao nhiêu phụ âm? 5. Trời ơi. 17. Chắc là thời gian không còn đủ nữa. Em nhầm với Nguyên Âm. Như vậy là với việc trả lời rất nhanh và xuất sắc ở những câu cuối thì bạn cũng đã ngoạn mục ghi lại điểm số cho mình. Bạn có nhớ mình trả lời được mấy câu? Em trả lời được 3 câu. 3 câu. Bạn cảm thấy thế nào? Em cảm thấy trả lời xong còn hồi hộp hơn lúc trước. Thế là thế. Lúc đầu lên đây thì tôi nói chuyện với bạn để cho bạn đỡ hồi hộp. Vâng, bạn thi cũng rất là nhanh. Bây giờ thi xong rồi bạn vẫn còn hồi hộp. Tại vì lúc thi là bạn không kịp hồi hộp. Có lẽ thế ạ. Như vậy là bạn Thanh Thanh của chúng tôi đã hoàn thành phần thi của mình. Bạn ấy đã có 3 quả bóng bay về kho bóng của mình. Chúc mừng bạn, bạn có thể về chỗ. Như vậy là phần thi của bạn Thanh Thanh đã khép lại. Chúng ta sẽ cùng đến với chàng trai thứ 3, đó chính là bạn Điền. Xin mời bạn Điền. Bạn Điền, những gì mà bạn Hải cũng như bạn Thanh Thanh thể hiện, bạn đứng ở phía dưới, bạn có cảm thấy hồi hộp, run hay một chút lo lắng? Cảm giác của tôi là cũng tương đối hồi hộp. Từ đầu chương trình giờ là tương đối hồi hộp. Hồi hộp. Và... Có phải là tôi đã làm cho bạn hồi hộp không?
một chút lo lắng nữa vì các bạn đây là toàn bạn trẻ, khỏe, năng động, nhanh. Bạn Điền thân mến, bạn 83, bạn Hải 87 và bạn Thanh là 91. Vâng ạ. Đúng là so với bạn thì trẻ hơn. Vâng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là người ta bảo khôn đâu đến trẻ đúng không? Khỏe đâu đến già. Hơn nghĩ hơn một cái bánh chưng có khi cũng là khôn hơn rất nhiều đúng không? Vậy thì những gì mà tôi làm cho các bạn từ đầu đến giờ có làm cho bạn bớt run đi hay là lại run hơn? Có lẽ là tôi cũng bớt run rồi. Bớt run rồi. Và nếu hôm nay bạn là người trúng số độc đắc thì bạn sẽ dành phần thưởng này cho ai? Tôi sẽ dành phần thưởng này cho gia đình nhỏ tôi ạ. Đó là một chuyến du lịch xuyên Việt ạ. Vậy thì hôm nay tôi sẽ chúc bạn may mắn. Dạ vâng, cảm ơn anh Long. Bây giờ bạn sẽ vượt qua 10 câu hỏi của chương trình trong vòng 60 giây. Bạn sẵn sàng chưa ạ? Tôi đã sẵn sàng. 60 giây dành cho bạn Điền bắt đầu. Trong An Nam tứ đại ký có vạc gì? Bỏ qua. Trong một trận bóng đá cầu thủ ghi được 4 bàn thì gọi là gì? Bầu. Gọi là gì? Bầu bầu. Poker. Poker đấy. Trong thanh nhạc tenor người ta gọi là giọng gì? Nữ trầm. Nam cao. Nam cao. Thành phố nào của Thụy Điển được coi là Vân Y phương Bắc? Stockholm. Chính xác. Chọn số 24. Hoa dã quỳ có màu gì? Màu tím. Màu vàng. Ông là một trong những nhà soạn phường nổi tiếng của Việt Nam được coi là cụ tổ của hát bội. Bỏ qua. Món thịt nướng xoay của Thổ Nhĩ Kỳ có tên là gì? Gà nướng. Doner kebab. Khi nói đến nước Anh, người ta thường nghĩ đến loại cây gì? Gỗ gì đấy? Bỏ qua. Ai được mệnh danh là nhà thơ của tình yêu? Bỏ qua. Tiếng Việt có bao nhiêu chữ cái? 29 ạ. Chính xác. Số 2. Bạn có thể quay trở về. Thật tiếc là có một số những câu bạn bỏ qua. Nhưng mà không sao. Nếu như mà trong câu hỏi của chương trình nó chưa phải là sở trường của mình thì đó cũng là chuyện bình thường thôi, vâng, đúng không? Mình còn biết rất thêm nhiều những phần chơi ở phía trước. Vâng. Bạn đã trả lời được 2 câu hỏi của chương trình. Dạ vâng. Bạn có thể về chỗ. Chúc mừng bạn Điền. Như vậy là ở vòng thi thứ hai này đã khép lại một cách nhanh chóng. Chúng ta cùng xem số bóng của những người chơi có thay đổi hay không. Bạn Phương Hải và bạn Thanh Thanh đang sở hữu 6 quả bóng. Bạn Điền đang sở hữu 5 quả bóng. Xin được chúc mừng cả 3 người chơi. Lúc này chúng ta sẽ cùng bước vào vòng 3 của chương trình. Ở vòng 3 này các bạn sẽ bấm chuông và trả lời. Tuy nhiên chỉ có một người được bấm chuông thôi. Nếu trả lời sai, cơ hội không còn đến với cả 2 người cùng chơi. Vòng này các bạn trả lời đúng, nhận về cả một cột bóng. Chúng ta sẽ cùng đến với 10 câu hỏi ở vòng 3. Câu thứ nhất, một loại bánh dày nhân ngọt truyền thống của Nhật Bản được làm từ bột gạo, nó tên là gì? Chắc các bạn khó có đáp án trả lời. Bởi vì cái bánh này chắc là phải ăn rồi mới biết. Đúng rồi. Tên của nó là mochi. Câu số 2, bản giao hưởng Anh Hùng được Beethoven dành tặng riêng cho ai? Một danh tướng. Các bạn muốn nghe không ạ? Có. Có ạ. Đó chính là Napoleon. Câu số 3, có mấy con vật được nhắc đến trong bài vè Phú Ông đổi quạt mo cho thằng Bờm? Mời bạn Hải. 5. Bạn kể xem. Em đoán bừa. Thực ra chỉ có 4 con thôi. Đó là con trâu, con bò, con cá mè và con chim đồi mồi. Như vậy là bấm chuông rất nhanh, nhưng bạn Hải đã trả lời thừa một đáp án. Cho nên cột bóng không về với bạn Hải. Hãy đến với câu hỏi số 4. Ở Na Uy, đêm Noel người dân sẽ đặt gì trong nhà để thờ thần bảo vệ nông trại, cầu mong cho một năm mới ấm no? Người ta đặt cây thông. Cây thông thì chưa chính xác. Thực ra câu hỏi này thì cũng khó đúng không? Vì chúng ta chưa đi đến đó. Và nó ít phổ biến nên chúng ta chưa biết được. Đó là người ta thường đặt một bát cháo mạch. Câu hỏi tiếp theo như sau. Giải thưởng dành cho những công trình nghiên cứu gây cười
Các bạn biết đó là giải thưởng gì không? Nó là ngược lại với giải Nobel. Theo tôi là giải thưởng mâm xôi vàng. Mâm xôi vàng. Nó gọi là Ig Nobel. Giải này là nhại lại giải Nobel. Ví dụ như là người ta nghiên cứu xem là tại sao con người lại thở. Thế rồi là tại sao cá lại ở dưới nước. Thế rồi tại sao dẫm vào vỏ chuối lại bị ngã. Thì đó là những nghiên cứu hết sức ngớ ngẩn của giải Nobel này. Nó ngược lại với giải Nobel chính thống. Và như vậy thì cũng không có đáp án nào được đưa ra một cách chính xác. Câu số 6. Cây thông Noel xuất xứ từ nước nào? Mời bạn Phương Hải. Từ nước Đức. Nước Đức. Sao bạn biết? Em đã từng tìm hiểu về cây thông Noel rồi. Và đó là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn Hải. Và tiếc là một bóng này chỉ có hai quả bóng thôi. Hãy cố gắng ở câu tiếp theo. Ai được gọi là ông già bến ngự? Sinh ra tại Nam Đàn, Nghệ An và hoạt động cách mạng. Ông bị bắt, đưa về bến ngự. Sau đó thì sống ở Huế đến suốt đời. Đây là một nhà cách mạng lỗi lạc. Cụ Phan Bội Châu. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Câu số 8, các bạn hãy cố lên. Loài động vật duy nhất có lưỡi mà không thể thè được lưỡi ra ngoài. Mời bạn. Cá sấu. Sao bạn lại nghĩ là cá sấu? Cá sấu tưởng nó vẫn có cái lưỡi nhỏ nhỏ nó thè lên trên. Vì em không thấy cá sấu thè lưỡi bao giờ. Nhưng nó có lưỡi không? Vì mồm nó dài quá. Mồm nó dài quá à? Thực ra suy luận của bạn ấy là hoàn toàn có lý. Lưỡi cá sấu nó không đủ để dài để thậm chí có người là lưỡi của mình là liếm được mũi, đúng không? Lưỡi cá sấu không bao giờ thò được ra khỏi miệng. Chính vì vậy nó là con vật có lưỡi nhưng không thò được ra ngoài. Rất chính xác, chúc mừng bạn Thành. Câu số 9 như sau. Đơn vị dân cư nhỏ nhất tương đương với làng của người Khmer Nam Bộ gọi là gì? Mời bạn Điền. Theo tôi đó là bản. Bản thì người ta dùng cho những cái bản làng ở trên vùng cao gọi là bản. Phía Bắc gọi là bản. Còn Tây Nguyên thì gọi là buôn. Còn ở dưới những vùng Nam Bộ thì người ta gọi là ấp. Buôn. Buôn gì rồi đến bản mường. Buôn sóc bản mường. Chúng ta sẽ cùng đến với câu số 10. Vì ở câu số 9 không người nào ghi được bóng cả. Hãy cùng đến với câu cuối cùng ở vòng này. Loại pháo nào của quân đội Nga được phát xít Đức gọi là dàn đồng ca đỏ? Cái này nhá, bạn để ý xem. Đặt trên những đằng sau chiếc xe có khoảng đến 40 cái nòng gắn lại với nhau như kiểu ống tiêu sắt bắn lên trời. Chiu 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 chiu. Thầy Long tôi đoán nó là pháo giản. Đó chính là ca chiu sa. Ca chiu sa. Có cả một bài hát về ca chiu sa đấy. Vâng. Như vậy là ở phần thi này đã khép lại. Những người chơi của chúng tôi không ghi được nhiều bóng lắm. Chúng ta sẽ cùng xem số bóng của những người chơi có thay đổi hay không. Bạn Hải đã thay đổi, bạn đang sở hữu 8 quả bóng. Bạn Thanh đang sở hữu 10 quả bóng. Và bạn Điền đang sở hữu 5 quả bóng. Xin được chúc mừng 3 người chơi. Và đến với vòng 4 của chương trình, các bạn không lấy bóng của chương trình nữa. Các bạn sẽ lấy bóng của nhau bằng cách bấm chuông trả lời chính xác. Câu đầu tiên như sau. Người Nga người ta gọi ông già Noel là ông già gì? Ông già Tuyết. Ông già Tuyết, rất chính xác. Chúc mừng Thanh Thanh. Bạn chọn số từ ai? Em đi lấy số 26 của bạn Điền. Câu hỏi tiếp theo. Đàn tuần lộc kéo xe của ông già Noel có mấy con? Mời bạn Hải. Có 9 con. 9 con, rất chính xác. Chúc mừng bạn Hải. Em lấy số 2 của bạn Điền. Cái này cứ bóc lột thế nhỉ? Tại sao bạn không lấy của bạn Thanh thì bạn Thanh nhiều như thế? Em thích số 2. Thích số 2. Câu hỏi tiếp theo. Tại Australia, ông già Noel dùng con gì để kéo xe của mình khi tặng quà? Mời bạn Hải. Con kangaroo. Kangaroo, rất chính xác. Em lấy số 6 của bạn Thanh. Câu tiếp theo như sau.
chiếc thiệp Giáng sinh đầu tiên được trình làng ở nước nào? Mời bạn Thanh. Nước Anh ạ. Nước Anh. Bạn lại đoán là nước Anh mà bạn lại cười với tôi và đầy kiểu nước Anh. Em hy vọng là câu trả lời đúng. Đáp án của bạn là hoàn toàn chính xác. Chúc mừng bạn. Bây giờ bạn lấy bóng từ ai? Em xin lấy lại số 6 của bạn Hải. Hãy đến với câu hỏi tiếp theo. Trong ngày lễ Noel, người Nhật hay gấp con gì bằng giấy để trang trí? Mời bạn Thanh. Con hạt. Con hạt. Gần đúng rồi. Mời bạn. Con này hay bơi ở đầm. Con vịt. Ui trời, thế còn nói chuyện gì? Bạn Hải có câu trả lời không? À, em nghĩ là con thiên nga. Con thiên nga. Một bạn nói là vịt, một bạn nói là vạc. Vịt, vạc, cạc, cạc. Mời bạn đoán là thiên nga. Liệu có tự tin không? Em cũng không tự tin lắm ạ. Nhưng mà đáp án của bạn là đáp án rất chính xác. Chúc mừng bạn. Em lấy số 6 từ bạn Thanh ạ. Câu hỏi tiếp theo. Ở Thụy Sĩ, ông già Noel phát quà bằng phương tiện gì? Phương tiện này là phải đổ xăng mà mới đi được. Mời bạn Thanh. Ô tô ạ. Ô tô thì gần đúng rồi. Nhưng có rất nhiều loại ô tô. Ông đi bằng ô tô gì? Ô tô bít. Bấm chuông ơi những người còn lại. Bạn là gì? Ô tô bít ạ. Ô tô bít đúng rồi. Bạn đã bấm chuông và bạn đã trả lời. Đáp án của bạn không được chấp nhận. Bây giờ thì bạn lại gợi ý cho những người cùng chơi đúng không? Bạn Điền, cảm ơn bạn Thanh đi chứ còn gì nữa. Cảm ơn bạn Thanh. Bắt tay đi. Bắt tay. Đấy. Bây giờ lại lấy số từ người bắt tay hay là như thế nào? Tha cho em. Cho mình xin lại số 26. Mấy? Số 26 ạ. Số 26. Bạn Thanh. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Vòng tròn được làm bằng cành lá xanh treo trước cửa để trên bàn trong mùa Giáng sinh có tên là gì? Vòng nguyệt quế. Bạn Điền và bạn Hải có đáp án không? Em không có đáp án. Vòng tròn được làm bằng cành lá xanh để treo trước cửa hay để trên bàn trong mùa Giáng sinh có tên gọi là vòng lá mùa vọng. Dường như những người chơi rất là thẫn thờ với việc đưa ra đáp án vừa rồi. Không có gì gợi lên một sự quen thuộc đúng không ạ? Vâng đúng ạ. Hãy cùng đến với câu số 8. Tại Đức, trẻ em thường rắc một chút gia vị gì lên cây thông để ông già Noel không quên ghé thăm? Mời bạn Thanh. Theo em là muối. Muối. Gần đúng rồi. Xin mời bạn Điền. Theo tôi là đường ạ. Đường à? Bạn Hải có ý nghĩa gì không? Em không có đáp án. Thế thì thôi. Vâng. Đáp án của bạn là gì? Đường. Đường. Trẻ em thích không ngọt. Không phải muối. Thì là đường đúng không? Vâng. Đường thì là ngọt mà ông già Noel hay ăn kẹo đúng không? Vâng. Thì ông ai quen thì giải đường ông lại đến. Vâng. Giải đường để làm đường cho ông già Noel. Đó chính là một đáp án rất chính xác. Chúc mừng bạn. Hãy chọn cho mình một quả bóng. Tôi xin lấy số 34 của bạn Hải. Hãy đến với câu hỏi số 9. Tại Italia, bà phù thủy sẽ tặng những viên than đá cho những đứa trẻ như thế nào vào dịp Giáng sinh? Những đứa trẻ hư ạ. Những đứa trẻ hư, hay còn gọi là những đứa trẻ không được ngoan cho lắm. Bây giờ bạn chọn số. Em xin chọn số 9 của bạn Hải. Câu hỏi cuối cùng như sau. Tại Nam Phi, Giáng sinh sẽ diễn ra vào mùa nào trong năm? Mời bạn Thanh. Mùa hè. Tại sao không phải là mùa đông? Vì Nam Phi quanh năm vào mùa hè. Quanh năm mùa hè. Giáng sinh sẽ diễn ra vào mùa hè. Đó là đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng bạn. Để cho công bằng thì em vừa lấy một quả của bạn Hải. Em xin lấy quả của anh Điền. Em xin chọn số 24 ạ. Vâng, bạn Thanh cũng rất dễ thương khi mà lấy bóng từ hai người cùng chơi để cho họ không cảm thấy buồn tủi. Nếu họ buồn thì cùng buồn, mà vui thì cùng vui. Bạn đã mang lại nỗi buồn nhưng được chia đôi cho cả hai người đàn ông đứng bên cạnh. Và bây giờ số bóng của bạn sẽ thay đổi như thế nào? Hiện nay bạn Thanh đang sở hữu 11 quả bóng, bạn Điền đang sở hữu 4 quả bóng và bạn Phương Hải, bạn đang sở hữu 8 quả bóng. Tôi sẽ lại quay bóng. Nhiệm vụ của tôi là quay chỉ được 5 quả. Và với các bạn chỉ cần so với 5 quả của chúng tôi chỉ cần đúng 3 quả thôi.
bạn sẽ trở thành người trúng số độc đắc. Quả bóng đầu tiên tôi đã được biết nó chính là quả bóng màu đỏ. Tôi có tận 5 quả màu đỏ. Bạn Điền có 1, bạn Thanh có 2 và bạn Hải cũng có 2. Quả màu đỏ này nó là số mấy khi nó là một số chẵn? Tôi có 1 số 4, 1 số 10. Bạn Hải có 2, có 6. Bạn Thanh có 8. Số chẵn thì bạn Điền hát bài đợi một chút ở quả bóng sau. Xin được nói lời chúc mừng với bạn Phương Hải vì nó là số 2. Nào, hãy tiếp tục tìm xem quả bóng may mắn tiếp theo thuộc về bạn Thanh hay thuộc về bạn Điền hay lại tiếp tục thuộc về bạn Hải. Tôi thì không mong muốn lắm quả bóng ấy nó thuộc về tôi, bởi vì hôm nay tôi là người có nhiều bóng nhất. Chưa bao giờ tôi nhiều bóng như thế này. Lại là một quả bóng, nhưng lần này nó vẫn là một quả bóng màu đỏ. Tôi vẫn là người nhiều cơ hội nhất. Nó sẽ là quả bóng số bao nhiêu? Nó lại là một số lẻ. Tôi có 3, 5, 7. Bạn Điền có cơ hội rồi đấy. Vâng, hy vọng. Hy vọng vào số 1. Bây giờ cơ hội không đến với bạn Hải nữa. Bạn Thanh có một cơ hội. Chúng ta hãy chúc mừng cô gái duy nhất, đó chính là số 9. Chúc mừng bạn Thanh. Hai quả bóng đã được quay ra. Giờ là lúc quả bóng tiếp theo tôi sẽ quay ra. Và khi biết nó là màu gì thì bạn Điền hay bạn Thanh và bạn Phương Hải, bạn có thể quyết định đi tiếp hay dừng lại. Đó là quyền lựa chọn của các bạn. Quả bóng này đã được quay ra. Nó chính là quả bóng màu hồng. Bạn Hải, bạn có một sự may mắn, nhưng ở vòng này không một quả bóng nào màu hồng của bạn. Vậy thì quyết định của bạn thế nào? Em đến với cuộc chơi thì với mục đích là muốn thử cái khả năng may mắn của mình. Và em phương châm của em là chưa dừng lại khi còn hy vọng. Nên là bạn đã có một sự may mắn đúng không? Vâng. Bạn tiếp tục. Vâng, em tiếp tục ạ. Tức là bạn Điền, bạn muốn gì? Tôi thì ra là hôm nay không được may mắn lắm. Mới được có 4 quả. Trong cái đó lại thiếu màu vàng. Nên là cái xác suất được 3 quả của chương trình là rất là ít. Quyết định của bạn là dừng cuộc chơi. Vâng ạ. Tôi tôn trọng bạn. Bạn sẽ ra về với một phần quà của chương trình là 800.000. Vâng. Thanh Thanh, bây giờ thời gian không còn nhiều, anh cần em đưa ra một sự lựa chọn. Chơi tiếp hay lấy về 2.2 triệu? Thì em xin chơi tiếp ạ. Bạn xin chơi tiếp, được. Bạn Hải và bạn Thanh bắt tay nhau đi ạ. Để cùng xem quả bóng này. Bạn Hải, bạn không còn cơ hội nữa. Vì nó không phải là quả bóng màu hồng. Bạn không có quả nào cả. Nhưng tôi lại muốn bạn mở quả bóng này ra, xem bạn đem lại sự may mắn cho người đàn ông đã từ bỏ cuộc chơi này, hay với cô gái phải khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định sẽ chơi tiếp. Nào. Số 32 ạ. 32, nó thuộc về chương trình. Chúc mừng tôi. Như vậy là phải nhờ đến sự trợ giúp của bạn Hải thì quả bóng 32 này đã được mở. Cả bạn Hải và bạn Thanh, chúng ta còn nguyên cơ hội như nhau. Nếu hai quả bóng này là của bạn Hải thì bạn là người trúng số. Hai quả bóng này là của bạn Thanh thì bạn hoàn toàn có cơ hội. Quả bóng này là màu xanh lá cây. Chỉ có bạn Hải là ít cơ hội nhất. Bạn Thanh và bạn Điền là có cơ hội giống nhau. Tôi có 5 cơ hội. Đằng nào thì chúng ta cũng quay, đúng không? Thống nhất quay thêm không? Quay luôn đấy. Quay luôn đấy. Quay luôn không? Quay luôn. Tức là để chúng ta công bố một thẻ. Vâng. Đằng nào nó cũng hồi hộp như này quá, đúng không? Chúng ta sẽ công bố một thẻ xem là những con số mà quay ra đây. Lại là màu đỏ. Bạn Thanh thân mến, quả bóng màu xanh này bạn ước nó là
Quả số bao nhiêu? Em mong nó là số 24. 24. Bạn có thể mở ra. Số 28 của em. 28 của bạn. Chúc mừng bạn. Bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Có bỏ cái công mình đã đưa ra quyết định không? Cái đấy sau khi công bố quả đỏ thì em mới biết được ạ. Tức là bây giờ thực ra cơ hội của bạn là đang rất cao đúng không? Dạ vâng ạ. Bạn Hải thân mến, nó là số 28 của bạn, bạn Thanh. Vâng. Vậy thì bạn có muốn mang niềm may mắn này đến cho bạn Thanh hay không? Em thì đến với chương trình đã rất là vui rồi. Nếu như bạn Thanh mà trúng được số đắc nữa thì em còn cảm thấy vui hơn nữa. Được. Bạn Thanh, bạn ước nó sẽ là số bao nhiêu? Em mong là số 8. Số 8. Bạn chỉ còn đúng một cơ hội thôi. Bạn có mỗi một quả đỏ thôi mà. Bạn có một quả đỏ thì nó là số 9. Bạn đã được nhảy lên rồi. Chỉ còn lại một cơ hội nữa là số 8 mà thôi. Bây giờ nếu như hôm nay bạn là người trúng số độc đắc, bạn liệu có mời bạn Hải đi ngửi mùi hoa sữa không? Nếu bạn ấy đồng ý ạ. Hả? Em sao này? Ok, này. Dạ, em luôn sẵn sàng ạ. Thế à? Vâng. Em công bố đi. Số 10 ạ. Số 10 em buồn đấy à? Dạ, không ạ. Thế là em ấy. Úi dồi, số 10. Không, đấy là số 8 thì em mới làm thế cho anh. Không, số 8 thì đương nhiên rồi. Thế về số 10. Thực ra đối với em thì số 8 hay số 10 nó chẳng quan trọng. Bởi vì đằng nào thì vẫn thế. Vâng. Vâng, như vậy là hôm nay các bạn trẻ của chúng tôi cũng đã sẵn sàng chơi đến cùng. Và số 10 và số 28 cũng không mang lại niềm hạnh phúc trọn vẹn cho bất kỳ một người chơi nào cả. Bởi vì không có ai trở thành người trúng số độc đắc. Tuy nhiên, bạn Hải và bạn Thanh hôm nay đã, sau cuộc chơi này sẽ có số điện thoại và họ sẽ trở thành những người bạn của nhau ít nhất là từ bây giờ, đúng không? Vâng. Vâng. Và chúc cho tình bạn của họ sẽ tốt đẹp hơn. Còn bạn Điền thì hôm nay bạn đã ra về với một phần quà giá trị nho nhỏ, coi như đổ xăng về đến Nam Định, đúng không? Vâng. Và chương trình của chúng tôi sẽ khép lại tại đây. Cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi. Cảm ơn bạn Thanh, bạn Hải và bạn Điền đã đến tham dự chương trình. Chúc các bạn vui, khỏe, mạnh mẽ và hạnh phúc trong cuộc sống.